Xin kính chào các quý vị. Trong nội dung video ngày hôm nay thì kênh Đá Quý Thanh Hóa sẽ giới thiệu với quý vị cái cách sâu lại một cái chuỗi vòng đá phong thủy. Trong thời gian quý vị đeo hoặc là mua về, cái vòng nó to hơn so với kích thước tay của quý vị, và quý vị muốn sâu lại thì khi bán hàng chúng tôi đã có gửi kèm một cái mẫu dây như thế này, mẫu dây dù dây run như thế này để quý vị có thể sâu điều chỉnh lại. Hôm nay trong video này sẽ hướng dẫn quý vị về cách sâu lại cái vòng đá. Thì ban đầu là cái sợi dây nó như thế này, quý vị chuẩn bị một cái sợi dây nó dài khoảng tầm độ 70 cm, 70 cm, 7 đến 80, thì chúng ta sẽ chắp tư cái sợi dây này lại. Ban đầu thì sẽ là tiến hành chắp tư lại. Ban đầu là chắp hai đầu lại như thế này, hai đầu chắp lại như thế này nha, vuốt cho nó thẳng ra. Sau đó là chúng ta vòng một vòng này nữa. Đấy. Chỉnh lại đấy, cho nó chuẩn chắp tư ra đấy. Thế là quý vị đã chắp tư xong, và sau cái chắp tư xong là dùng cái sợi dây đồng này, cái đồng quý vị dùng này, quý vị luồn vào đây, luồn vào cái chỗ vừa chắp tư này đấy, xong còn sợi dây đồng vào đây, và chúng ta xoắn sợi dây đồng lại để lúc mà sâu cho nó đỡ bị chạch, sâu nó bị chạch nha. Sau đó sẽ tiến hành sâu này, sâu này. Quý vị nhìn là thạch anh tóc vàng, đá tự nhiên thì nó sẽ có những cái đường dạng, đường vân tự nhiên của đá và không hạt nào giống hạt nào hết quý vị. Riêng đá tự nhiên thì nó sẽ không hoàn hảo, thường là như thế. Quý vị có nhu cầu muốn mua hàng để gia công các sản phẩm đá phong thủy thì hãy liên hệ với kênh Đá Quý Thanh Hóa nhé. Số điện thoại của tôi là 0354099099. Bên tôi bán kể cả những cái dòng đá nguyên bản tự nhiên, rồi đá mài sẵn gia công theo yêu cầu của khách hàng. Quý vị cần sản phẩm gì thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại này cho tôi. Và bây giờ sau khi sâu xong nhá, sâu xong hết vòng thì quý vị tháo cái đồng này ra, tháo bỏ cái đồng này ra. Và ta sẽ tiến hành bắt đầu đến giai đoạn kết thúc, đó là buộc dây cho cái vòng này. Đấy, sau khi xong thì sâu xong thì nó sẽ có hai đầu như này. Đấy, có một đầu nó sẽ có hai cái đầu dây nó thò lò ra thế này. Đây, cái đầu có hai đầu dây này, quý vị sẽ đấu với cái đầu này. Đầu này sẽ có hai, có một cái đầu dây nó sẽ tròn như thế này, một cái đầu dây nó thò lò như thế này, hai đầu dây này nó thò như thế này, riêng có hai cái dây thừa này, quý vị móc vào đây, đấy, móc vào đây. Sau khi móc vào thì quý vị sẽ lấy tay, nha, tay nó sẽ cố định như thế này, đấy, cho cái dây này, này. Tôi quay bằng camera trước nên hơi khó nhìn một chút đây. Cố định cho dây vào như thế này, đấy, quý vị rõ nhé, đây, cố định cái dây nó như thế này. Rồi quý vị xuyên cho cái hạt bi này này, đẩy nó lên, đẩy một hạt thôi nhá. Đấy, cho nó ép vào đây, đẩy căng tay vào, cho nó ép sâu vào. Đấy, cho nó sâu vào, ok, chắc, hạt bi nó chắc như này là ok rồi. Sau khi chắc vào, ta tiến hành ta kéo dồn hết sang bên hạt bi bên này, kéo dồn hết sang vòng sang, kéo hết sang bên này, kéo dồn sang, kéo dồn vòng này sang. Kéo dồn vòng này sang. Đấy, và sau khi kéo dồn sang thì hai cái đầu dây thừa này, hai cái đầu dây này, này quý vị rút lại. Đấy, rút lại, rút càng tay nha, cứ rút, cứ dùng kia hai cái đầu dây để kéo, cứ kéo rút. Đấy, cảm thấy nó tương đối căng tay là được rồi. Đấy, hai quý vị lưu ý là hai cái đầu dây này là hai đầu dây để rút nhé, hai cái đầu dây thò lò này này. Đấy, kéo càng lại rút.
sau đó là tiến hành buộc đây lên một cái đầu dây liền này và hai cái đầu dây khoảng lò này buộc lại với nhau, buộc thôi. Để ta buộc nó khoảng tôi thường buộc khoảng ba vòng, cho em buộc nó 3 vòng là ok. Xong thì quý vị kéo căng nó ra và dùng cái kéo cắt vào sâu trong gốc này, căng nha, kéo cắt sâu trong gốc này nha. Đấy, như thế là hoàn thành xong cái sâu vòng quý vị nha. Đấy, xin được kết thúc video ở đây. Quý vị có nhu cầu muốn đặt mua hàng hay liên hệ trực tiếp theo số điện thoại 0354 099 099.